Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo động: ổ dịch mới liên tục xuất hiện trên cả nước. Bắc Ninh tái bùng phát ổ dịch lớn. Sóc Trăng từ xanh hóa đỏ chỉ sau vài ngày. Chuyên gia nhận định: vaccine Verocell của Trung Quốc an toàn nhưng hiệu quả hơi yếu. Nên tiêm bổ sung vaccine gì cho người đã tiêm Verocell đang là vấn đề được người dân quan tâm. Những người hay sử dụng thuốc xịt mũi giảm nguy cơ nhập viện khi mắc COVID-19. Vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc tuy an toàn cao nhưng hiệu lực có thể hơi yếu ở người cao tuổi. Đây là nhận định từ các chuyên gia dịch tễ học Việt Nam được đăng trên chuyên mục Sức khỏe của báo Thanh niên Online số ra mới đây. Trước đó thì điều này cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông tin và khuyến cáo cần phải tiêm mũi thứ 3 cho nhóm đã tiêm vaccine Trung Quốc. Tuy nhiên, sử dụng loại vaccine nào để tiêm trộn mũi 3 cũng đang khiến các chuyên gia trong nước phải đau đầu. Ngoài vaccine Trung Quốc có hiệu quả yếu, thì các loại vaccine khác cũng ghi nhận kháng thể giảm dần sau từ 4 đến 6 tháng tiêm mũi 2. Việt Nam đang đánh giá chọn lựa loại vaccine sử dụng để tiêm trộn mũi 3 trong thời gian tới đây để hạn chế đến mức thấp nhất phản ứng phụ không mong muốn mà vẫn mang lại hiệu quả. Nội dung này sẽ được bàn luận trong phần 2 của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị cập nhật thật nhanh những diễn biến mới nhất của dịch COVID-19 trong ít giờ vừa qua. Báo động: ổ dịch mới liên tục xuất hiện trên cả nước. Bắc Ninh tái bùng phát ổ dịch lớn. Sóc Trăng từ xanh hóa đỏ rực chỉ sau vài ngày. Thưa quý vị, tại Bắc Ninh, hiện tỉnh ghi nhận tới 51 ổ dịch. Riêng trong ngày ghi nhận 115 ca dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu ca mắc trong cộng đồng và là công nhân. Chỉ trong ít ngày vừa qua thôi, tỉnh này đã xuất hiện hàng trăm ca dương tính với COVID-19 được phát hiện từ nhiều chùm ca bệnh liên quan tới các công nhân công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ, thành phố Bắc Ninh và người nhà của những ca bệnh này. Còn tại Hà Nam, tỉnh công bố thêm 30 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Các ca mắc mới chủ yếu ghi nhận ở thành phố Phủ Lý, rải rác các ca cộng đồng và xuất hiện chùm bệnh cùng gia đình. Trong thời gian qua, riêng thành phố Phủ Lý đã ghi nhận gần 500 ca dương tính, trong đó hàng trăm ca thuộc môi trường giáo dục trên địa bàn. Trong khi đó, tại Vĩnh Long, tỉnh vừa ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Và đáng chú ý là có 18 trường hợp được phát hiện qua khám sàng lọc trong cộng đồng. Chỉ trong vài ngày, số ca mắc ghi nhận đã lên tới 170 ca. Nguồn lây chủ yếu từ người về quê và đang có dấu hiệu lan rộng ra cộng đồng. Tâm điểm chú ý đang dồn về Sóc Trăng, khi chỉ sau vài ngày thôi, địa bàn từ xanh đã hóa đỏ với hàng trăm F0 ghi nhận mỗi ngày. Riêng hôm nay là 193 F0. Nhiều địa bàn đã đổi màu vì có nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 20 địa phương vùng vàng và 10 địa phương cấp 3 vùng cam. Nguy cơ cao. Dự báo các ổ tại vùng cam có thể chuyển đỏ trong ít ngày tới. Tính đến nay thì toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 5.577 ca mắc COVID-19. Hiện đang điều trị là 1.932 ca, 49 ca tử vong. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Chuyên gia nhận định vaccine Verocell của Trung Quốc an toàn cao nhưng hiệu quả hơi yếu. Nên tiêm bổ sung vaccine gì cho người đã tiêm Verocell đang là vấn đề được người dân quan tâm. Thưa quý vị, theo quy luật chung của vaccine phòng bệnh, cụ thể là vaccine COVID-19, sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine cơ bản thì cần tiêm mũi thứ 3 để củng cố kháng thể chống COVID-19, vì hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, riêng vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc tuy an toàn cao nhưng hiệu lực có thể hơi yếu ở người cao tuổi. Người dân đang đặc biệt quan tâm xem loại vaccine nào sẽ được tiêm bổ sung cho người đã tiêm Sinopharm của Trung Quốc. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, do việc tiêm mũi 3 là mới nên chưa có nhiều những dữ liệu cần thiết, nên chúng ta vừa tham khảo quốc tế, vừa cần đánh giá tính an toàn và thay đổi nồng độ kháng thể thực tiễn tại Việt Nam. Sau đó có thể vừa triển khai tiêm mũi tăng cường, vừa đánh giá. Cụ thể thì ông Dũng khuyến cáo tiêm trộn như sau. Thứ nhất, riêng vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc tuy an toàn nhưng hiệu lực yếu. Vì vậy nếu liều cơ bản là vaccine Verocell, nên được tiêm mũi tăng cường bằng vaccine công nghệ mới như là AstraZeneca hoặc là Pfizer. Thứ hai, số liệu khoa học công bố gợi ý có thể thay đổi chéo loại vaccine mũi 3 và vaccine mũi 1-2 giữa các vaccine là Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Và thứ ba, nghiên cứu trên quy mô hẹp hơn tại quốc tế cho thấy có thể tiêm chéo giữa vaccine Verocell và AstraZeneca
hay là Verocell và Pfizer. Đây là nghiên cứu ở Thái Lan. Giữa vaccine Sputnik V và AstraZeneca, đây là nghiên cứu ở Nga. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là hiện nhóm đã tiêm 2 mũi Sinopharm của Trung Quốc được WHO khuyến cáo tiêm Pfizer. Nhóm yếu thế cũng được khuyến cáo nên tiêm Pfizer. Lực lượng tuyến đầu thì càng phải tiêm Pfizer để chống dịch. Việc đủ vaccine tiêm đúng loại mũi 3 là khó thực hiện. Trước thực trạng vaccine suy giảm hiệu quả, một số địa phương dịch đang bùng mạnh tại nước ta đang tính đến việc tiêm mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhóm đối tượng nguy cơ cao vào cuối năm nay và đầu năm sau. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là nguồn vaccine rất thiếu trong bối cảnh đang dồn vaccine để tiêm cho nhóm thuộc độ tuổi đi học. Phương án tiêm trộn vaccine liều 3 đang được cân nhắc triển khai, tuy nhiên được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Phát hiện mới, những người sử dụng thuốc xịt mũi ít bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo tờ Daily Mail, một nghiên cứu gần đây cho thấy những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi chữa dị ứng hoặc là hen suyễn đã giảm được 22% nguy cơ phải nhập viện do COVID-19. Đồng thời họ cũng giảm 23% khả năng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và 24% nguy cơ tử vong do COVID-19. Sau khi so sánh những bệnh nhân đã sử dụng và không sử dụng thuốc xịt mũi có steroid thông qua nhiều phân tích khác nhau, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi có nguy cơ nhập viện do nhiễm COVID-19, nguy cơ cần phải chăm sóc đặc biệt và tử vong thấp hơn rất nhiều. Điều này cho thấy rằng những người này ít có nguy cơ nhiễm COVID-19 nặng. Nghiên cứu này được tiến hành bởi tiến sĩ Ronan, một nhà dị ứng học và miễn dịch học ở phòng khám nổi tiếng Cleveland Clinic của Mỹ, đã nhận thấy thuốc steroid trong các loại thuốc xịt mũi ngăn chặn hoạt động của virus trong mũi có giúp bảo vệ bệnh nhân chống lại COVID-19 nghiêm trọng. Cụ thể, tiến sĩ Ronan và nhóm nghiên cứu đã sử dụng hồ sơ bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu của phòng khám Cleveland để so sánh mức độ bệnh của COVID-19 giữa những bệnh nhân đã sử dụng và không sử dụng steroid để xịt vào mũi. Nghiên cứu bao gồm tổng cộng 72.000 bệnh nhân dương tính với COVID-19 từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Trong số những bệnh nhân này có khoảng 10.000 người đã được kê đơn thuốc xịt steroid vào mũi trước khi nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã so khớp những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi với những người không sử dụng thuốc trên độ tuổi, giới tính, chủng tộc, dân tộc và một số bệnh gây ra nguy cơ mắc COVID-19 và đưa được ra kết luận ấn tượng kể trên. Và các nhà nghiên cứu cũng tin tưởng rằng nghiên cứu sâu hơn sẽ khẳng định thuốc xịt steroid ở mũi có thể được sử dụng để điều trị COVID-19. Những loại thuốc này có giá thành thấp và có thể dễ dàng mua không cần kê đơn ở mọi người. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!